Mấy cái người mình sống với mấy cái người Mỹ đen lịch sự lắm. Người Mỹ thì dùng cái từ thank you, còn người Mỹ đen dùng cái từ là I appreciate you. Đó, mình thả khách xuống đó rồi. Họ nói I appreciate you là xin đa tạ bạn, trân trọng bạn đã giúp tôi đúng không? Cảm ơn á. Ok, bây giờ mình tạm dừng ở đây, mình vô cả làm cái chút nữa mình đi về mình mua ghé mua trà đá đó, mình đi tới cái nhà mà khách sạn 2 sao lúc nãy mình kể đó, mình quay cho các bạn thấy cái khách sạn đó, chính phủ đó, cần đất mua cái chỗ đó để đập lên xây chung cư nhà xã hội đó. Đó thì các bạn nhìn trên cái bảng nó để cái chữ là The Comfort Inn. The Comfort Inn là nói theo tiếng Việt Nam của mình là cái chỗ mình ngủ trọ nó êm ái, nó thoải mái. Giống như mình cần cái nơi ở trọ qua đêm á. Đây là cái tòa nhà này là khách sạn dạng 2 sao đó. Mình muốn ngủ trọ qua đêm cho nó thoải mái á, thì người Mỹ người ta dùng là cái chữ comfort. Đó, comfort là thoải mái. Thì mấy cái người nào mà người ta sống ở quận Dorchester, người ta biết cái khách sạn này nó có lâu đời lắm, có rất là lâu đời. Có trước khi mình đi qua bên Mỹ á, mình đi qua bên Boston vào năm 1989, thì lúc đó là cái khách sạn này là nó đã có ở đây rồi. Thì hiện bây giờ ở bên chính phủ bên Boston của mình đó, người ta thiếu đất để mà người ta xây cơ sở hạ tầng, dân số người ta càng ngày càng đông á. Đó thì bây giờ người ta cần cái nơi để mà người ta xây, chính phủ cần xây nhà xã hội. Nhà xã hội tức là xây lên là để giúp đỡ cho mấy cái người nghèo mà không có khả năng để mua nhà mua cửa đó, người ta đi vô đây người ta ở. Thì báo chí ở bên Boston đó là người ta đã loan tin đó là người ta mua mua cái tòa nhà này nè. Đó, từ nhà mình đi bộ tới đây khoảng chừng 7-8 phút à. Đó, mua cái tòa nhà này nè để đập xuống. Đập xuống xây nhiều căn cao tầng lên làm cho nhà xã hội. Khách sạn 2 sao nói theo kiểu ở bên Việt Nam của mình là nhà trọ đó. Từ ở đây bước mấy bước qua bên kia đường là cái quán cà phê Đơn Kình đó, bây giờ mình đi qua bên đó mình lấy trà đá uống. Nếu mà mình đi bộ từ ở bên cái khách sạn The Comfort Inn á, ngay đây nè, ngay ngón tay của mình nè, đi mấy bước à là mình đi tới cái quán Đơn Kình này rồi, chạy xe nó lâu hơn luôn.
ở bên Mỹ người ta thiết kế cái gì người ta cũng thiết kế rất là hay. Nói không tin luôn, đi bộ nhanh hơn đi xe. Các bạn thấy ở Mỹ sung sướng không? Uống cà phê hiệu mỗi ngày luôn. Lúc nãy thả cái người khách ở bên cạnh cái nhà hàng người Hoa này, ghé vô đây mua siêu mại điểm sắm cho con trai của mình ăn sáng. Ở Việt Nam lâu lâu mình có điều kiện bà con Việt Kiều rồi về mới dắt mình đi ra quán uống cà phê Starbucks đơn kình đồ hiệu, còn ở đây là uống mỗi ngày luôn, một ngày mấy cử luôn. Nếu mà mình biết cách suy nghĩ, nếu mà điều kiện mình được sống ở bên Mỹ, biết cách suy nghĩ sung sướng lắm. Như ở bên Việt Nam người ta thông báo là cái ông nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, ông Hoàng ca sĩ cải lương Vũ Linh mới vừa qua đời, 65 tuổi. Nhưng mà mình biết mấy cái người ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng người ta có cái điều kiện đi qua bên Mỹ, mà có một số người người ta không có muốn đi. Mấy cái người nổi tiếng ở Việt Nam muốn đi qua bên Mỹ dễ lắm, không có gì khó đó. Có số người người ta không muốn đi. Như các bạn thấy cái ông tài tử đóng phim Thương Chánh Tính không? Cuối đời không khổ không? Cuối đời khổ không? Lâu lâu báo chí đăng thiếu tiền, thiếu bạc đồ. Những cái người này mà người ta sống ở bên Mỹ là người nổi tiếng là người ta thoải mái lắm. Bệnh xuống như cái ông Vũ Linh đó, bệnh xuống là được chính phủ Mỹ nó lo từ A tới Z luôn.
mà không có cần phải nhờ tiền bạc của bà con, bạn bè, đồng nghiệp gửi nuôi, con cháu lo. Thiếu thốn là chính phủ lo hết luôn. Thậm chí mà đến nỗi cái ngày qua đời mà mình không có tiền mà làm đám tang mà hỏa táng á, chính phủ bao luôn ở bên cái bang của mình. Mình biết cái tin này là tại vì hồi đó có cái chị nhà hàng xóm á, đứa con của chị bị qua đời đó, ở trên nhà hoàng á, người ta giúp điền một cái đơn, chính phủ hỗ trợ cho 12.000 đô la. Chị chở con chị về Việt Nam á, chôn ở bên đó, ở Phan Thiết á, người hàng xóm của mình đó. Bởi vì mình mới gọi là ở đây là một cái thiên đàng. Nếu mà biết cách suy nghĩ, biết cách sống á, mình biết cách, giống như mình, người Việt Nam của mình á, tâm lý người đại đa số người Việt Nam của mình là cái gì? Người Việt Nam của mình là có cái bản chất á, là nhìn cái lợi trước mắt. Cái lợi trước mắt là cái thất bại lắm. Mình chỉ có được cái lợi trước mắt thôi, còn cái hậu là như thế nào, về sau là như thế nào, sau cái lợi trước mắt đó đó, rồi cái đường dài đó, nó có lợi, nó có đem lại cái gì tốt không đó. Thì nếu mà ông nghệ sĩ mà Hoài Linh đó, ông mà Vũ Linh á, xin lỗi, nghệ sĩ Vũ Linh, nếu mà ông sống ở bên Mỹ, ai ở Mỹ người ta cũng biết, người Việt kiều người ta sống ở Mỹ người ta biết, ông không có cần phải ai lo cho ông hết đó. Nằm bệnh là có chính phủ lo, chính phủ Mỹ lo. Không có nhà ở, chính phủ cho ở. Không có tiền, chính phủ cho tiền xài. Không có bỏ đói ai hết á. Còn ở bên Việt Nam á, thì phải già lên á, không có tiền ưu á, cuối đời á, ông Vũ Linh á, ông phải sống nhờ tiền bạc của bạn, đồng nghiệp, đồ này nọ. Chính phủ Việt Nam á, cấp cho ổng cả ngàn cái bằng khen nghệ sĩ nhân dân, nhưng mà đâu có cho tiền ổng, tiền hưu ổng đâu. Các bạn hiểu không? Đừng có mắc bẫy mà mấy cái người ta mà xú dại mình nói đi về Việt Nam sống đồ. Đừng có dại mà đi về Việt Nam sống. Đi về Việt Nam sống là mình báo đã, báo gia đình mình, báo vợ, báo con của mình ngã bệnh xuống, mấy người đó khổ, bán nhà bán cửa. Thấy cái ông mà, cái ông gì mà qua đời mà ông Nguyễn Chánh Tính không, cậu của diễn viên Johnny Minh Trí đó. Rồi cái ông Thương Tính nữa, báo chí loan tin cái ông Thương Tính đó, nghệ sĩ đóng phim Thương Tính đó, tài tử đó, phải nhờ bà con cho nhà, cho chỗ ở đồ, cho tiền đồ. Vì cái lẽ đó đó mà mình thường hay bình luận cái mấy cái thằng cộng sản á, nó không có lo cái gì được cho người dân á đó, đó. Cộng sản nó không có lo cái gì được cho người dân á đó, đó. Tụi nó chỉ có giỏi là tuyên truyền khẩu hiệu này nọ đồ, ngu ngủ người dân thôi, chứ tụi nó không có lo cái gì được cho người dân hết á. Cầu kỳ đường xá đồ là nhờ Nhật Bản, nhờ Úc đồ, nó vô nó giúp cho mấy cái cầu ở dưới miền Tây, cầu treo, rồi phải đi qua bên Nhật Bản đó, phải nhờ Nhật Bản đi qua hỗ trợ xây đường cao tốc, xây xe lửa đường cao tốc đồ, nhờ châu Âu đồ này nọ. Tụi nó không có giúp cái gì được cho người dân hết á. Cho các bạn những cái bằng khen đồ, nghệ sĩ nhân dân đồ này nọ, những cái thứ mà người ta không có cần. Tiền hưu người ta đó, người ta phục vụ bao nhiêu năm, người ta cống hiến cho xã hội, tới lúc về già đó phải đi vô cái hội nghệ sĩ đồ, rồi bà con Việt kiều đồ, bạn đồng nghiệp đồ, người ta gửi tiền vô đồ, người ta giúp đỡ, chứ cộng sản đâu có giúp. Đó thì sáng thứ hai đi một vòng giải trí đến với tất cả các bạn. Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt. Chúc cho tất cả các bạn được nhiều mạnh khỏe.